Chứ không gọi là bù thí ba la mật đa, khi tu tịnh giới lại nghĩ như vậy, ta tu trì giới vì để hộ trì, đây là quả của giới và chỗ trì giới, khi người kia tu tịnh giới như vậy gọi là trụ tịnh giới chứ không phải tịnh giới ba la mật đa. Khi tu an nhẫn lại nghĩ như vậy, ta tu an nhẫn vì để hộ trì sự cố kia. Đây là quả của nhẫn nhục và tự tánh nhẫn nhục. Khi người kia tu nhẫn như vậy gọi là trụ an nhẫn chứ không phải an nhẫn ba la mật đa. Khi tu tinh tấn lại nghĩ như vậy, ta tu tinh tấn vì để đoạn trừ sự giải đãi. Đây là quả tinh tấn và tự tánh tinh tấn. Khi người kia tu tinh tấn như vậy gọi là trụ tinh tấn chứ không phải tinh tấn ba la mật đa khi tu tịnh lự lại nghĩ như vậy ta tu thiền định kia là cảnh định đây là quả định và tự tánh định khi người kia tu thiền định như vậy gọi là trụ tịnh lự chứ không phải tịnh lự ba la mật đa khi tu bát nhã lại nghĩ như vậy ta tu trí tuệ kia là cảnh tuệ đây là quả tuệ và tự tánh tuệ khi người kia tu tuệ như vậy gọi là trụ bát nhã chứ không phải bát nhã ba la mật đa kiểu thi ca các thiện nam thiện nữ vân vân này dùng có sở đắc làm phương tiện nên không được viên mãn bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa lúc đó trời đế thích liền bạch phật bạch thế tôn các đại bồ tát làm sao tu hành sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân được viên mãn phật bảo trời đế thích khi đại bồ tát tu hành bố thí không nghĩ mình cho người nhận quả thí và vật thí như vậy cho đến khi tu hành bát nhã không nghĩ mình là người trí tuệ cảnh tuệ quả tuệ và tự tánh tuệ vì dùng vô sở đắc làm phương tiện nên đại bồ tát liền được viên mãn bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa kiều thi ca các đại bồ tát nên dùng trí tuệ vô sở đắc như vậy và các văn nghĩa xào diệu để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa vì sao vì đời vị lai sẽ có các thiện nam thiện nữ vân vân nào dùng có sở đắc làm phương tiện vì người khác tuyên thuyết tương tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa người mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nghe thuyết tương tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa tâm biến mê lầm thối thất trung đạo cho nên phải dùng trí tuệ vô sở đắc và các loại văn nghĩa xào diệu vì người phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa khi ấy trời đế thích lại bạch phật bạch thế tôn sao gọi là tuyên thuyết tương tự bát nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa bấy giờ phật bảo trời đế thích nếu các thiện nam thiện nữ vân vân tuyên thuyết bát nhã vân vân sáu pháp ba la mật đa có sở đắc như vậy gọi là tuyên thuyết tương tự bát nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa trời đế thích lại bạch phật